Xin chào bà con, thì tiếp theo về vấn đề một cây bơ bút á, thì hôm nay mình sẽ nói đến vấn đề mà bơ hình thành trái bằng viên bi. Thì bà con nên làm những vấn đề gì á, thì hôm nay mình chia sẻ theo quan điểm của mình để tiếp tục cho cái cuộc mà hoàn thành cho cái mùa bội thu của cây bơ bút chúng ta. Thì ở clip 85 và 84 á, thì mình cũng đã nói cho bà con về cái vấn đề mà phun thuốc nấm bệnh dưỡng hoa dưỡng trái cho cây bơ bút chúng ta nó đậu trái bằng viên bi. Thì đây là cái vườn bơ mình hướng dẫn một con nông dân đã trái đã hình thành bằng viên bi rồi. Thì các bước và các giai đoạn chúng ta làm như thế nào cho cái cây bơ chúng ta ở giai đoạn viên bi nó hình thành quả và đậu trái nó hiệu quả cao. Về cái vấn đề thứ nhất á, đầu tiên á, là mình hướng dẫn cho bà con đó là phun thuốc côn trùng chích thúc, gọi là thuốc sâu, hay bà con có thể phun nhúng màng. Nói chung là giai đoạn này thì mình khuyên bà con nên phun những dòng thuốc sâu mà nó hôi, có tính chất mà xua đuổi côn trùng á, để cho tránh tình trạng mà nó chích cây bơ chúng ta. Thì thật sự ở giai đoạn này á, mình đang quay bà con xem á, thì rụng cũng rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là côn trùng chích trái chúng ta rất là nhanh. Thì nếu như giai đoạn này chúng ta không phun thuốc côn trùng chích thúc á, thì mình chắc chắn một điều rằng sau này cái bơ chúng ta nó rất là xấu xí và sần sùi. Và cái thứ hai nó dẫn đến tình trạng đó là bơ chúng ta nó bị nổ và bị rụng trái rất là sớm. Thì cái vấn đề bị chích như thế này, thì mình khuyên bà con nên thận trọng với cái giai đoạn này, giai đoạn quyết định và giai đoạn quan trọng nhất để hình thành cái vườn bơ chúng ta nó đạt được năng suất cao hay không. Và cái thứ hai nữa là có neo được trái được lâu không, là ở giai đoạn này là giai đoạn quyết định hầu như là cao nhất để cho bà con chúng ta. Đó là cái vấn đề đầu tiên, là phun thuốc côn trùng chích thúc ở cái giai đoạn này. Thì tại vườn này á, thì mình cũng đang quay bà con xem á, thì cũng đang hướng dẫn cho bà con nông dân á, là phun thuốc chống rụng trái nè, rồi côn trùng chích thúc nè, nấm bệnh, thì mình cũng theo quy trình. Thì giai đoạn này cũng giai đoạn vừa mưa xong, thì cũng có một số vườn của bà con nông dân chúng ta thì nó cũng đã sớm đậu cây sớm, thì mình hướng dẫn phun chi tiết tại vườn. Thì mình nhắc nhở là bà con là trong vườn này sẽ tổng hợp tất cả vườn bơ chúng ta sẽ không bao giờ đều, sẽ có cây sẽ nhị trái sớm, có cây trái hạt đậu xanh, có cây đang phân tầng và cây đang sẽ nhị. Thì cũng do chúng ta phải lựa cây, có nghĩa là cây nào hình thành trái bằng viên bi thì hạt đậu xanh thì chúng ta lựa vào đó chúng ta phun hết cho nó hiệu quả. Thì với cái vườn này á, thì trái bằng viên bi thì mình hướng dẫn cho nông dân á là phun thuốc, đó là dưỡng trái chống rụng trái. Và cái thứ ba nữa là bà con phun thuốc nấm bệnh. Đó là ba cái vấn đề quan trọng nhất mà mình luôn nhắc nhở bà con ở cái giai đoạn mà trái hình thành bằng viên bi. Thì nhiều bà con có thắc mắc á, ở giai đoạn này có nên bón phân hay không. Thì ở giai đoạn này á, thì mình chỉ khuyên bà con á, là tạm thời bà con chỉ bón được cho mình đó là phân vi lượng, như là sắt, kẽm, magie, bo, canxi thôi. Còn NPK thì giai đoạn này bà con cũng không nên bón cho mình nha, vì ở giai đoạn này rất là nhạy cảm. Nếu bà con bón lượng phân không cân đối á, thì dẫn đến tình trạng úng đọt ở giai đoạn này cũng rất là mạnh, thì dẫn đến tình trạng rụng trái đồng loạt và rụng sinh lý rất là mạnh. Đó là ở giai đoạn viên bi. Thì mình nhắc nhở bà con ở giai đoạn này á, tùy vườn, có vườn bà con có thể vẫn điều tiết phân bón canxi vi lượng và chống rụng trái ở trên này 7 ngày phun một lần điều tiết. Khi trái hình thành bằng trứng gà hoặc là trứng cúc trở lên á, thì bà con bắt đầu tiến hành bón, có thể bón NPK cho mình, hàm lượng đạm và kali thấp, lăng cao. Thì đó là cái vấn đề mình nhắc nhở bà con về vấn đề phân bón. Nên nhắc lại là con bón cho mình là vi lượng và NPK. Cái NPK là tùy vườn nha, những vườn là suy quá mình bón, còn những vườn cây nào mà nó tốt đẹp thì bà con từ từ bón. Cái vấn đề mà phân chuồng, phân vi sinh á, thì ở giai đoạn này thì bà con có thể cho cây chúng ta hấp thu thoải mái, thì tùy cây và tùy tán cây thì con có thể bón phân chuồng mình ở giai đoạn này rồi. Thì đó mình nhắc nhở là cái vấn đề mà phân bón nha. Để bà con, một số bà con thắc mắc là tại sao chúng ta chưa được bón phân và bón phân như thế này hiệu quả. Thì ở giai đoạn trái bằng viên bi trở lên thì bà con có thể bón phân được cho mình cho rồi. Thì mình nhắc nhở lại là ở trên clip này mình đang là thực hiện với cái vườn trái bằng viên bi. Còn đối với trái hạt đậu xanh vừa đen đầu á, thì mình nhắc nhở lại bà con là không nên bón phân ở giai đoạn nhạy cảm. Đó là mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Thì tùy vào mỗi bà con và mỗi cái quan điểm của cá nhân của mỗi nông dân riêng khác nhau, thì bà con có thể bón phân cho cây trồng của mình khác nhau. Còn đây đối với mình hướng dẫn một số vườn bà con nông dân và mình chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với bà con nông dân chúng ta, để tránh tình trạng bà con bón phân quá mức lạm dụng thì dẫn đến tình trạng mà trái rụng hàng loạt. Thì đó là vấn đề phân bón. Rất nhiều vườn và nhiều bà con hay bị vấn đề mà trái non rụng đồng loạt cũng rất là nhiều. Thì so với 2018 á, thì mình để nhắc nhở bà con, để bà con lưu ý
Thì năm 2018 một số bà con bón phân giai đoạn nhỏ hơn trái vàng viên bi hay trái hồng xanh á, một số bà con ta bón phân rất nhiều, bón phân lượng đạm rất là cao, thừa dinh dưỡng giai đoạn đó nên dẫn đến tình trạng rụng trái hàng loạt và rụng rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà rụng trái như thế này á, hầu như tất cả bà con chúng ta đều mắc phải, nên mình nhắc nhở bà con để con không bị mắc sai lầm. Vì một số bà con chúng ta bón vô rụng hết trái thì mỗi năm cây bơ chúng ta chỉ cho đậu trái một lần, thì nếu chúng ta không chăm sóc không đúng mức á, thì một lần đó nó rụng hết thì sẽ bà con phải mất một năm nữa và đợi thời gian rất là lâu. Như ở trên cây này á, thì bơ nó hình thành như trái bằng hạt tiêu, hạt đậu xanh đây. Thì mình cũng đã nói với bà con rồi, có nghĩa là trong vườn sẽ xả nhị không có đều. Thì bà con cảm nhận thấy cây nào đen 50% thì con tiến hành phun cho mình là đậu trái chống rụng trái rồi. Cái thứ hai là phun nấm bệnh. Đó thì mình cũng nói với bà con á, đối với giai đoạn trứng gà, còn đối với giai đoạn hạt tiêu, hạt đậu xanh như thế này á, như trên clip mình đang quay bà con á, thì mình phải đi kiểm tra vườn và mình hướng dẫn được nông dân. Không phải là vườn nào bà con chúng ta cũng phải phun giống nhau, nhưng đây mình nói lại là mình phải đi lựa nha. Còn mình nhắc lại giai đoạn trái bằng hạt đậu xanh á, thì bà con không nên phun thuốc sâu cho mình. Vì giai đoạn này có rất nhiều bà con gọi điện và hỏi mình là có được phun thuốc sâu không. Vẫn phun được nhưng bà con phun với liều lượng rất là loãng để xua đuổi côn trùng thôi. Hay bà con phun vào thân để cho nó hôi, nó xua đuổi. Vì ở giai đoạn này rất nhạy cảm, bò xích rồi bò rừng, bò cánh cứng rồi á, nó hay đến ăn cánh hoa rồi lá non rồi trái non. Nói chung tùy vào điều kiện và tùy vào cái côn trùng nó gây hại đối với cây bơ chúng ta khác nhau. Thì qua đó mình nhắc nhở lại bà con á, đối với giai đoạn mà trái bằng viên bi trở lên á, thì lúc đó bà con phun thuốc sâu thoải mái và không có sợ bị rụng. Còn đối với giai đoạn mà trái bằng hạt đậu xanh, hạt tiêu á, vừa đen đầu á, thì mình khuyên bà con là không nên phun thuốc sâu. Còn nếu mà phun thuốc sâu thì bà con nên phun vào thân hoặc phun những cây lân cận, để những cây lân cận nó sẽ hôi thì cái côn trùng mà tới nó sẽ không có xích vào trái chúng ta. Thì đó, đối với cái giai đoạn mà trái nhỏ thì mình cũng nhắc nhở bà con. Thì clip này á, mình quay cũng rất là dài và rất là chi tiết, mình hướng dẫn bà con nông dân tại vườn về cách mà phun thuốc như thế nào. Thì thật sự là cái giai đoạn mà mưa hầu như bà con chúng ta không ai muốn, vì mỗi cơn mưa xuống thì kèm theo đó là vấn đề về đọt, vấn đề về hoa rụng, vấn đề về axit và rất nhiều vấn đề đạm cao, thì dẫn đến tình trạng mà thứ nhất là đọt phát này, cái thứ hai là teo hoa, nấm bệnh phát triển rất là nhiều. Thì giai đoạn đó mình cũng nhắc nhở bà con là tìm những dòng thuốc chuyên về hoa và nồng độ, nói chung là thích hợp, bà con pha thuốc đúng nồng độ, tránh tình trạng bà con pha quá liều nóng dẫn đến tình trạng teo cuống hoa rụng rất là nhiều. Về vấn đề mình cũng nhắc nhở lại là vấn đề nước tưới bà con luôn luôn tưới dẫm cho mình nha. Thì đó mình nhắc nhở, vì cái này mỗi năm với năm 2018 một số bà con chúng ta không tưới nước á, thì dẫn đến tình trạng rụng và sốc nước rất là nhiều. Thì qua đó mình khuyên bà con giữ ẩm tùy vào vùng đất, có những vùng đất có thể 5-7 ngày, 10 ngày tưới, có những vùng đất là 3-4 ngày chúng ta tưới rồi. Thì đó là tùy vào vườn của mỗi bà con mà chúng ta có những cái biện pháp mà điều tiết riêng và khác nhau. Thì với cái vườn bơ này á, mình quay cho bà con xem, vì giai đoạn này thời tiết nó đang là mưa và ẩm u, nên mình quay mình đi kiểm tra vườn bà con rất là chi tiết về cái vấn đề mà đậu trái và trái hạt đậu xanh, trái hạt tiêu, trái vàng viên bi. Thì cái này tùy vào vườn của bà con, cây nào xả nhị trước thì bà con mua lòng phun thuốc trước đậu trái, nấm bệnh và côn trùng kích thúc. Cây nào xả nhị sau thì bà con phun theo quy trình sau, để tránh tình trạng những cây đậu trái bà con không phun đó, thì dẫn đến tình trạng bò xích bò vần rồi nó chích hết cây trái hoa chúng ta bị hỏng rất là nhiều. Thì đó là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về cái vấn đề mà chăm sóc giai đoạn trái viên bi như thế nào cho nó hiệu quả. Mình nhắc lại là trong giai đoạn trái vàng viên bi bà con có thể bón phân được rồi, và mình cũng nhắc nhở tỷ lệ bón phân như hồi nãy ở đầu clip. Thì trái bằng hạt đậu xanh thì mình khuyên bà con không nên bón phân. Thì cái đó vấn đề cơ bản về cái giai đoạn mà trái bằng viên bi. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các video cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.
Cái này lớn một cái khủng khiếp.